Hello, Hello, xin chào mọi người nhé. thấy chưa? Bên đúng không? Xin lỗi thông cảm, đặt cái mạng bậy bạ cho vui, không có ý nghĩa gì Rồi, vui thôi mà. Trời ơi, anh biết tính em mà. đó. Em chỉ căn cứ qua nội dung thôi, chứ còn tin nít, tin gì đó em không quan trọng. Căn cứ qua nội dung thôi. Ông thấy thấy bố cầm mà lên ha, thì ông về 6 tháng rồi, muốn mình đang suy nghĩ ông có phải bưng bô như cộng sản không, nhưng mà mình thấy đâu có phải đâu, đúng không? Mình thấy ông toàn là đi mấy chỗ mà tư bản rồi doanh nghiệp rồi đâu không, rồi ca ngợi mấy mấy người đó không, mà chưa bao giờ thấy ông vô Lăng Bác rồi tặng hoa Không, thế tặng này là anh bông Minh, gì hết. thế này là rồi anh Minh. rồi Rồi nếu mà anh em chúng ta mà nó trao đổi mấy câu với nhau một câu, một vấn đề nó rất là rõ ràng và nó đúng nghĩa đó, về cái khái niệm cái từ bưng bô, đúng không? Bưng bô đây chúng ta có thể hiểu là gì, Ôi, à, bưng là mấy đại mấy khái là mấy giống như là cơm bưng nước rót, hoặc là cái chuyện gì đúng rồi, nó không tức là đúng phải làm theo, nó cứ nghĩ đúng như không? Cái mình chuyện gì hạ sai nhục của người chủ, ta. không đúng của chủ, à, mình phải là nô dịch, mình phải làm theo thì mới gọi là bưng bô, đúng không? Còn những vấn đề ví dụ như anh đi, anh nói anh thấy cái gì nó diễn ra đúng như thật, anh nói đúng như thật, thì làm sao mà nói anh bưng bô được? Hoặc là em, hay là ông Cầm, hay là Trung, hay là những cái bạn bên kia cũng vậy. Ví dụ những cái việc gì mà họ nói đúng sự thật thì mình đâu thể gọi là họ bưng bô, đúng không? Có này chưa? Thì nhờ đất nước đang phát triển, họ cũng nói đông không đâu có phát triển, vẫn nghèo, thì từ nào mới đúng đây. Ông mình thấy bố cầm toàn là đi mấy chỗ mà tư bản rồi ngồi đó ca ngợi người ta không à, chưa bao giờ thấy mà giống như là đi tặng tặng hoa tặng bông cho mấy mấy sĩ gì hết. Sao mà người ta gọi là bưng bô được chứ? Hả? Và anh nghĩ thế nào, anh nghĩ thế nào? Ví dụ như là anh rõ ràng anh với cái nhìn nhận của anh đó là như vậy, đúng không? Nhưng mà anh nghĩ như thế nào là tại sao người ta vẫn áp đặt là bưng bô? Cái tâm thế đó, ý ý ý em muốn hỏi anh đó. Thí dụ như mà trong cái suy nghĩ của người ta, khi người ta áp đặt cái câu đó, là người ta đang suy nghĩ, người ta đang có cái tâm trạng gì để người ta đưa ra cái câu đó theo anh? Tức là người ta nói mình tuyệt đối phải hạ bệ chế độ cộng sản, là mình không được quyền ca ngợi họ gì hết á, là phải đi theo ý của họ, thế thôi, nó đơn giản vậy á Còn không theo ý của họ, còn không theo ý của họ thì họ cho rằng là mình bưng bô, đúng không? em. Bưng bô, mình đi mình đi làm chuyện chuyện hạ bệ của cộng sản. Thì anh thấy vậy. Thì đó, thì với nhận định của anh á, thì rõ ràng anh thấy ở đây chúng ta thấy thêm một cái điểm gì: có hay không tự do ngôn luận dưới mắt của những con người đó, đúng không? Trong khi họ luôn kêu gào là phải tự do ngôn luận thế này, tự do ngôn luận thế kia, mà ngay bản thân họ, họ có tôn trọng cái quyền tự do ngôn luận của người khác không? mất Đúng mất hết chưa? niềm mất hết niềm niềm tin rồi. Theo theo mình thăm dò mấy họ họ cứ họ không bao giờ mà tự mình đi nghiên cứu rồi mình ra đưa ra bằng chứng đất nước chạy thế nào, hay là những họ chứng kiến những gì, nhưng mà họ toàn là những đưa những cái câu chuyện tin tức lá cải trên mạng rồi họ ghép vô đây là tin tức sự thật. Giống như hiện giờ giống như là lãnh đạo đi thăm một cái nước khác là cái chuyện rất là bình thường của thế giới, mình thấy nó thường xuyên à, đâu có gì đâu. Người ta có thể qua đó bàn tán gì công việc hay an ninh gì đó, cái chuyện của người ta, rồi họ cũng ghép vô cái từ là như Việt Nam đi bán nước cho Trung Quốc vậy. Mất hết niềm tin, nó không không đúng sự thật. Họ đưa ra đây 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 là hiện tượng hiện giờ của Việt Nam, nó không đúng, cho nên
tiếp ra. Xin lỗi, diễn đàn này là của Thư Quen hay là của anh Trung à? Của Trung anh, của Trung á. Nhưng mà nói chung anh thế này nè, anh đừng có đặt nặng vấn đề là của ai. Nói chung là chỉ là cái sân chơi, ví dụ anh cảm thấy nó phù hợp với mình, nó anh cảm thấy có gì đó nó tương đồng thì mình tham gia là không sao đâu. Nói chung em hay Trung hay ai cũng vậy, em nghĩ ai cũng vậy thôi. Quan tâm mấy cái chuyện này của mình ai mở cũng vậy, chủ yếu mục đích của họ mở ra chỉ là tạo cái sân chơi với mọi người để vào chia sẻ thôi. Mình cũng không có nên nặng nề bằng cái chuyện của anh cả, đúng không anh? Giờ anh em mình chơi với nhau là nó cảm thấy nó hòa đồng, nó vui vẻ, hoặc là có gì đó nó hòa nhã với nhau, mình thích thì mình chơi vậy thôi. Nói về tự do ngôn luận ha, có một cái tin tức bên Mỹ là một cái ông da đen, ông này thì một người cuồng trung, nhưng mà lại một cái tính cách đưa ra những cái lời nói kỳ thị chủng tộc, là ông chỉ bảng một cái chủng tộc người Do Thái bên Mỹ. Thì hiệu lệ của những gì ông ta nói là mấy người mà như là công ty muốn ông ta làm người đại diện hay là quảng cáo Adidas gì đó. Hôm nay thì người da đen rapper thôi, là ông ta nổi tiếng nổi tiếng là những người giàu có trong lĩnh vực giải trí vậy đó. Thì ông ta đưa ra những cái câu cũng như là phỉ báng dân tộc Do Thái, là ta nói là đồ đạc ông ta có những công ty buôn bán quần áo, thì ông ta nói đồ đạc của tôi không có những đồ đạc của người Do Thái, hay là những người Do Thái đã từng hiếp dâm dân tộc chủng tộc tôi, người da đen của tôi đó. Thì ông ta bị hiệu lệ là mấy công ty đã từng đầu tư ông ta, cho ông ta quảng cáo là Adidas là như là hợp đồng, thì là bị chỉ trích trên cộng đồng mạng đó. Thì xếp trên định vị là tự do ngôn luận Mỹ, tức là tự do anh muốn nói gì nói, có phải không? Có một cái sự kiện rõ ràng là nó tự do ngôn luận, nó có một cái khuôn khổ của nó, thế thôi. Anh phải nghĩ là giống như anh có một cái hàng xóm điên khùng khùng, tối ngày cứ lôi cái đầu qua rồi chửi bới anh, rồi hay là kỳ thị chủng tộc anh đi. Xã hội nó sống vậy, nó anh ta cứ nói đây là đâu thể mượn danh tự do ngôn luận được, tự do ngôn luận, đúng rồi, mượn danh tự do ngôn luận, xã hội văn minh đâu phải là vậy. Nó có cái khuôn pháp luật của nó, tức là tự do ngôn luận anh được quyền, tức là bàn tán về chính trị, anh có thể làm hài, làm chuyện hài, hay là nói về bản chất của một cái tổng thống nào đó, mà anh phải giữ trên sự thật. Tức giống như ông Trump đã bị những người làm hài nói về ông ta thích sạm sỡ phụ nữ, cái đó có. Ông ta thích ăn đồ hamburger thôi, cái đó có. Ông ta chỉ muốn uống là cái đó có. Nó giữ trên cái diễn sự thật, chứ không phải là anh cứ đi bị chuyện rồi phỉ báng một cái nhân phẩm con người nào đó, là anh nói là đó là tự do ngôn luận, cái đó là không có ở bên này. Dạ, cảm ơn anh. Có nghĩa là tự do ngôn luận nhưng phải theo khuôn khổ pháp luật, đúng không anh? Và danh dự nhân phẩm của mỗi con người đều được pháp luật Mỹ bảo vệ. Bảo vệ. Ok, cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi. Với sự chia sẻ của anh thì vấn đề đó thì chúng ta sẽ có thêm một góc nhìn nữa, tức là mỗi người đều có một góc nhìn, thì chúng ta luôn tìm hiểu và học hỏi, trao đổi lẫn nhau.
đúng không, và luôn tôn trọng nhau và cái quan điểm của mình, và em cũng rất đồng tình về cái quan điểm của anh. Tự do ngôn luận ok, nhưng mà cái gì nó cũng vậy, nó không phải là trong cái khuôn khổ nhất định. Anh đâu thể vì anh lợi dụng tự do ngôn luận mà anh muốn nói cái gì anh nói không có cơ sở, không có chứng cứ, không có dẫn chứng. Đâu anh đâu anh có thể, đâu có thể mà cứ bật tự do ngôn luận anh vu cáo người này, anh mà vu khống người kia được, đúng không? Đó, còn vấn đề và cái gì theo nếu như người ta nói những vấn đề gì nó trong cái khuôn phép thì chúng ta nên tôn trọng nhau, đó là tự do ngôn luận. Rõ ràng chưa? Còn ở đây vấn đề giống như em quay lại vấn đề từ đầu, tại sao anh nói là cái khái niệm bưng bô đó, đúng không? Thì cái đó là quyền tự do của mỗi người mà. Em nói bây giờ ví dụ kể cả nghĩa đen hay nghĩa bóng gì cũng vậy nữa. Ví dụ như anh đi, anh thích chế độ anh thích đất nước anh buông bảo vệ chính phủ anh, đó là quyền tự do của anh. Và em thí dụ như mọi người ở đây có yêu quý chế độ cộng sản hay là mình tôn trọng được sao mình bảo vệ, đó là quyền tự do của người dân Việt Nam, đúng không? Mình đâu thể mình lấy cái quyền của mình mà mình áp đặt cho người khác là phải, à là phải thế này phải thế nọ, đâu có được. Chẳng qua chúng ta cùng nhau chia sẻ là gì, những cái điểm thí dụ như đất chủ nghĩa tư bản họ cũng có những mặt tốt, và đâu đó thì họ cũng có những cái điều gọi là nó còn tồn tại và nó bất cập. Thì ở Việt Nam hay là chế độ xã hội chủ nghĩa nó cũng như thế, đúng không? Nó cũng có những cái mặt tốt, có những mặt tối ưu, và đâu đó nó cũng còn những cái điểm bất cập cần nhau chia sẻ. Nhưng mà ở đây á, nó chỉ có một cái khác biệt như thế này, đó là gì? Là cái sự hài lòng của người dân khi sống dưới các chế độ đó. Cái đó mới là cái quan trọng, đúng không? Bởi vì nếu người dân họ cảm thấy mà họ không hài lòng hay bị bức bối thì chắc chắn họ phải có những cái động thái thế này thế nọ ngay. Dẫn chứng cụ thể bây giờ mọi người thấy tại châu Âu, tại sao có nhiều quốc gia châu Âu bây giờ một các quốc gia đó trước đây họ sống rất là vô tư bất thường mang, mà bây giờ họ phải xuống đường, họ biểu tình thế này thế nọ, đúng không? Thì cái chuyện đó là chúng ta tôn trọng lẫn nhau thôi, chứ cái chuyện đó bình thường. Và các diễn đàn thí dụ như anh em em Trung hay ai cũng vậy, họ mở ra thì em cũng tin rằng với cái tiêu chí đó vậy thôi. Vào chơi ok, cùng nhau chia sẻ, cái gì nó chưa hài lòng thì chúng ta đóng góp một cách nó hòa nhã, nó lịch sự, nó văn minh. Và cái quan trọng nhất, nói tới cái điều gì thì phải có dẫn chứng, có số liệu, có căn cứ đàng hoàng, chứ không phải mà nói theo cảm tính. Tôi thích anh, tôi thích ông này, tôi thích ông kia, hoặc là tôi không thích ông nọ thì tôi đâm chọt, cái chuyện đó không được, cái đó không hay, cái đó đâu có phải là văn minh đâu anh, đúng không? Anh Minh công nhận cái điểm này không? Tôi nói thưa Hoàng nghe, bên Tây này đó có mấy người Tây họ là tuyệt đối trung thành với một cái đảng, thưa Hoàng tin không? Chứ đừng nghĩ là đa đảng có thể nhảy qua nhảy lại. Đúng rồi, có những gia đình họ ủng hộ một cái đảng như bên anh này thì đảng lao động hay là đảng bảo thủ, thì có những gia đình họ cả đời ba bốn đời luôn á là họ luôn đi bầu cho một cái đảng đó thôi. Đúng rồi, chuyện đó bình thường, tại vì đó là cái niềm tin của họ, là họ tự sống. Đúng rồi, họ cảm thấy hài lòng, đúng không? Họ cảm thấy họ hài lòng, họ tin tưởng vào cái đảng của họ, thì cái chuyện họ ủng hộ là chuyện bình thường, chuyện bình thường, có gì đâu ồn ào, đúng không? Vậy tại sao vậy đó? Bởi vậy anh, chính vì vậy anh với mọi người thấy cái điểm tắc cười không? Trong khi người dân Việt Nam, ở trong nước Việt Nam, họ rất hài lòng với cái chuyện là dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ sống an yên, họ sinh tồn, họ sinh sống, họ mua bán, họ làm gì đó, họ cảm thấy rất là thoải mái. Mặc dù đâu đó trong xã hội nó còn những cái chính sách thế này thế nọ nó chưa được họ hài lòng cho lắm, nhưng mà trong cái phạm vi họ vẫn còn chấp nhận được, họ vẫn còn là cảm thấy nó yên tâm. Và họ, cái quan trọng nhất thế này nè anh Minh nè, theo em nha, theo cá nhân em á, Đảng Cộng sản Việt Nam họ truyền tải được cái thông điệp cho người dân thấy, tức là Đảng Cộng sản họ đang quyết tâm họ làm cái gì đó cho nó tươi đẹp hơn, ngày càng tốt đẹp hơn, dẫn đến cái sự yên tâm và hài lòng của người dân. Chính vì vậy thì người dân họ mới ủng hộ, họ mới đi theo. Thế thôi, cái đó là cái sự khác biệt.
Còn thì ngược lại những bên kia thì gì? Thì mục đích của họ chống phá thì quá rõ rồi. Và chống phá với mục đích cuối cùng là gì? Như Trung đã nói, ở trong cái chiến lược diễn biến hòa bình đó là gì? Chỉ muốn lật đổ Đảng Cộng sản thôi. Mà muốn lật đổ thì sao? Thì họ chỉ còn có con đường một là kích động, lợi dụng, theo mình đó, chính xác á, là họ lợi dụng vào người dân Việt Nam, làm quân cờ cho họ trong cái việc gọi là muốn lật đổ Đảng Cộng sản. Chứ còn thực lực của họ, họ chẳng làm được cái gì cả. Chỉ bằng những cái mà gọi là cái mồm mép, khua môi, múa mép, hoặc là xuyên tạc đầu này, xuyên tạc đầu kia để đánh lừa những người dân họ là thiếu hiểu biết á, hoặc là cái nhìn nhận của họ về xã hội nó còn chưa đúng đắn á. Thì ở đó đó, chính cái điểm đó thì Thư Quang, tại sao Thư Quang chia sẻ rất là nhiều, tại sao Thư Quang căm ghét những thành phần như vậy? Bởi vì Thư Quang thấy rõ ràng rằng cái đường hướng của những thành phần bên kia là đề gì? Là họ chỉ lợi dụng vào sức của những người dân thôi, chứ còn bản thân của họ chẳng làm được cái gì cả. Dẫn chứng cụ thể luôn, mọi người thấy đi, những thành phần mà nghe thời theo họ đó, vi phạm pháp luật Việt Nam đó, đã bị xử lý đó, mà chúng ta nói là đưa ra pháp luật xử lý và chịu bao nhiêu án tù, bao nhiêu năm, đúng không? Thì xin hỏi mọi người, những thành phần bên kia đó, nó giúp được gì cho những con người đó? Hay nó chỉ bằng những cái câu từ, những bài viết nó đăng lên Facebook, nó đăng lên cái trang của nó. À, tôi cổ động, tôi yêu người này, tôi tôn sùng người kia, chỉ bằng mồm vậy thôi à. Vậy những người ở lại, còn gia đình của họ, con em của họ, người thân của họ còn ở lại đó, tức là họ còn có ngoài xã hội, chưa vi phạm pháp luật đó, thì ai chăm lo? Đúng không? Ai chăm lo? Rồi ngược lại mọi người thấy không? Những thành phần kia luôn kêu gào bao nhiêu suốt bao nhiêu năm qua là quyên góp tiền để thế này, để chống cộng sản, chống bơm mây mây. Trong khi chính những chiến sĩ của họ, đây tôi quan nói chiến sĩ là gì? Là những người gọi là lính Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đó, còn sót lại, còn ở lại đất nước Việt Nam á. Đâu đó vẫn còn những gọi là thương binh. À, tức là những người đã bị thương ở trong cái cuộc chiến đó. Còn ở lại Việt Nam đó, thì xin hỏi những cái con người bên kia có động thái nào chăm lo một chút đời sống cho những chính những chiến sĩ đồng đội của họ năm xưa hiện đang ở Việt Nam chưa?